Chào các bạn, mình đến từ msm.vn và ngày hôm nay trên bàn mình đây là hai chiếc điện thoại iPhone các bạn nhé. Thì bên tay phải mình là chiếc iPhone 6s plus các bạn có thể nhìn thấy rất là dễ dàng, nó to hơn đúng không? Và bên tay trái mình là một chiếc điện thoại nhỏ hơn, đây không phải là chiếc iPhone 6s đâu mà đây là chiếc iPhone 7 các bạn này, camera to hơn đúng không? Hai chiếc điện thoại này là hai chiếc iPhone tại thời điểm phân khúc tầm 5 triệu là hai sản phẩm đáng mua để mua nhất. Hiện tại bây giờ anh em không nên mua iPhone 6 hay 6 Plus đâu, không nên mua iPhone 6 và 6 Plus mà anh em hãy mua từ 6S trở lên. 6 bây giờ nó thấp quá rồi, chạy kém quá rồi. 6 Plus cũng vậy, hay đơn của ứng lắm. Bản thân cửa hàng mình thì mình không còn bán nữa và mình chỉ bán từ 6S trở lên thôi. Sản phẩm 6S thì nó rẻ hẳn rồi, giá chỉ hơn 3 triệu thôi, tầm chuyên 3 triệu, bản 16GB quốc tế cũng có. Còn nếu phân khúc tầm 4 triệu đến 6 triệu là hai sản phẩm này anh em nhé. Đơn giản như này thôi này. Hiện tại bây giờ là dưới 5 triệu, chưa 5 triệu thì chúng ta có thể mua được iPhone 7 quốc tế bản 32GB và chúng ta có thể mua được 6S Plus bản 16GB quốc tế, rẻ hơn iPhone 7 một chút. Nhưng nếu bản 32GB thì 6S Plus sẽ cao hơn iPhone 7, mà iPhone 7 lại ra sau 6S Plus. Chính vì thế mà mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh em và các chị em luôn. Nếu tầm giá 5-6 triệu thì nên mua máy nào cho hai chiếc máy này? Cái này nếu mà nói thì nó khó lắm anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì hai chiếc máy này thực sự dùng rất là tốt. Nếu nói về iPhone thì nó độ mượt các thứ nó gần như là xem nhau. Nhưng cảm nhận của người nào thì người ta thích như thế thôi. Cái này là mình nói thực tế như vậy. Về lâu về dài thì iPhone 7 nó vẫn ra sau 1 năm thì có thể dùng thêm được 1 năm nữa. Chúng ta có thể dùng những chiếc máy này trong vòng 3 năm nữa chắc vẫn ok này. Nhưng nhiều người thích máy to hơn. Chính vì thế mà 6S Plus nó vẫn cứ cao giá hơn và lượng mua nó vẫn nhiều hơn anh em ạ. 6S Plus hiện tại bây giờ giá cùng phiên bản 32GB nó sẽ cao hơn iPhone 7 anh em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là nhiều người thích màn hình to này, thích màn hình dài này, to và dài ai thì thích mà đúng không? Nhất là các chị em. Và pin nó tốt hơn iPhone 7 anh em ạ. Pin nó tốt hơn iPhone 7 một chút về sử dụng thực tế. Mình sẽ làm cái video này để mình nói đến, đầu tiên là mình sẽ nói đến cảm nhận của mình về hai chiếc máy này. Theo ý của mình là sẽ là mua chiếc máy nào. Đây là theo ý của mình thôi nhá, còn anh em thì tùy anh em thôi. Và thứ hai mình sẽ làm một bài test nhỏ, các bạn có thể nhìn thấy đây mình sẽ cài rất là nhiều game, đồ họa tương đối là tốt và YouTube để mình sử dụng luôn những chức năng giải trí thông thường khi anh em mua máy. Ngoài cái vấn đề anh em dùng mạng xã hội ra, đọc báo các thứ thì những chiếc máy nào cũng đều tốt cả. Anh em sẽ xem phim và anh em sẽ chơi game là chủ yếu. Thì chiếc máy nào sẽ load nhanh hơn và chơi game trên chiếc máy nào sẽ đã hơn để anh em có thể đưa ra quyết định để sử dụng. Việc đầu tiên thì việc đầu tiên là mình sẽ nói cho anh em biết là cảm nhận của mình về hai chiếc máy này, mình sẽ thích dùng chiếc máy nào. Thì mình nói thật anh em luôn, nếu là mình sẽ mua iPhone 7 bởi vì sao nào? Mình thích dùng máy bé chứ mình không thích dùng máy to, bởi vì bé nó nhỏ gọn và chiếc iPhone 7 này đối với mình thì màn hình cũng rất là thoải mái rồi, thật rất là dùng rất là vừa vặn rồi chứ không cần thiết phải to lắm. Mình không có tiền, thế nên là mình vẫn đang dùng iPhone 5 anh em ạ. Mình vẫn đang dùng iPhone 5 và chiếc iPhone 5 này hiện tại chính là máy chính của mình luôn. Mình giao dịch ngân hàng các thứ đều bằng iPhone 5 này hết. Nghe gọi thì mình không dùng bởi vì mình dùng một chiếc điện thoại Samsung bởi vì nó có ghi âm cuộc gọi. Còn chiếc điện thoại này thì tất cả giao dịch ngân hàng và các thứ đều dùng chiếc iPhone 5 nhỏ gọn. Và mình ít dùng giải trí với iPhone 5 thì pin rất là khỏe luôn, dùng vài ngày mới phải sạc pin. Đó. Thế nên là mình rất thích máy nhỏ. Nếu chiếc iPhone 5 của mình mà hỏng thì mình sẽ mua một chiếc iPhone 7 hoặc một chiếc 6S để thay thế chiếc iPhone 5 này thôi. Còn nếu để giải trí những việc khác, xem phim xem phim thì mình đã có cái máy tính bảng này, có iPad này, hoặc là mình có một chiếc Note 8 này mình dùng để quay phim. Hiện tại mình đang quay phim bằng chiếc Note 8 anh em ạ, chứ không phải quay phim bằng máy quay phim gì đâu. Thế nên là mình sẽ chọn máy nhỏ, nhưng đấy là ý kiến của mình thôi. Rất là nhiều anh em thích dùng máy to. Rất là nhiều luôn. Vì thế mà cái lượng bán của những chiếc điện thoại có đuôi là Plus cực kỳ là nhiều luôn. Mình bán doanh số của iPhone 7 Plus có thể gấp 5, gấp 6 lần, thậm chí có thời điểm gấp 10 lần iPhone 7 nhỏ. Và hiện tại bây giờ 8 Plus mình bán nó chiếm khoảng 90% trên tổng đơn hàng của 8 và 8 Plus. Của 8 và 8 Plus anh em nhé. Ví dụ như này này, mình bán được tầm 100 cái thì trong đó là 80 cái đến 90 cái là 8 Plus. Còn lại 10 đến 20 cái chỉ là iPhone 8 thôi, iPhone 8 cực kỳ là ấy luôn. Bởi vì anh em chỉ thích màn to thôi, đã mua là mua màn to luôn. Chính vì thế những chiếc máy điện thoại có màn hình nhỏ như chiếc 7, chiếc 8 thì sẽ giá rất là rẻ. Đến bây giờ thì iPhone 8 sắp tới cũng sẽ rẻ hơn iPhone 7 Plus anh em ạ.
Nhưng đấy là vấn đề về giá cả và vấn đề về sự ưa chuộng thôi. Còn thực tế sử dụng như thế nào ấy thì chúng ta sẽ đi vào bài test chi tiết đối với những chiếc hai chiếc máy này. Bây giờ mình chỉ so sánh cùng giá tiền thôi nhá, chứ mình không so sánh giữa 7 và 7 Plus đâu, bởi vì là 7 Plus chắc chắn là hơn rất là nhiều so với 7 rồi, RAM 3 GB cơ. Ở đây thì hai chiếc máy này đều có được cùng một bộ nhớ RAM là RAM 2 GB, nhưng chiếc 7 này có cái CPU tốt hơn chiếc 6S Plus và camera cũng sẽ tốt hơn. Camera mình không biết là có tốt hay không, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy nó to hơn này. Mắt to hơn thì con này mắt nhỏ hơn, nhưng mà chụp ảnh thực tế thì iPhone 7 đẹp hơn thật. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đi về vấn đề sử dụng giải trí xem nó như nào nhá. Việc đầu tiên là mình sẽ lướt nét thử đi. Mình sẽ sử dụng trình duyệt Safari chứ không sử dụng Chrome như trên Android nữa, bởi vì đây là trình duyệt của iPhone. Mình sẽ vào trong web của bên mình là msm.vn. Thì msm.vn là trong web của thương hiệu bên mình và là một trong web bán điện thoại với mức giá cực kỳ tốt cho anh em và sẽ là vô cùng uy tín, bởi vì mình làm rất là nhiều video hướng dẫn anh em cách chọn mua đó. Anh em cứ vào kênh YouTube của mình nhá. Bây giờ mình sẽ load thử xem là trang web nào sẽ load nhanh nhá. Đúng theo lý thuyết ấy thì iPhone 7 load hơn nhanh hơn thật anh em ạ. Đúng theo lý thuyết, bởi vì RAM giống nhau nhưng mà chip của iPhone 7 tốt hơn, thành ra iPhone 7 load nhanh hơn. Đấy là trong web của bên mình, anh em có thể nhìn thấy đây rất, mình có rất là nhiều các máy và rất là nhiều chương trình ưu đãi cho anh em có thể vào trong web msm.vn để xem nhá. Bây giờ mình sẽ vào một cái trang báo là trang dân trí. Trang này thì mình đọc suốt ngày luôn, ngày nào mình cũng vào để đọc. Ok, mình sẽ tìm kiếm Google trước đi. Đó, đã vào Google trước này. Bây giờ Google thì mình thấy nhìn thấy sao một lớn loát nhanh hơn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vào dân trí này. Hai máy loát đều xem nhau, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là iPhone 6S và lớn nó nhỉnh hơn một chút. Những trò web này đều là những trò rất là nhẹ, loát rất là nhanh. Đấy, về vấn đề lướt web thì chúng ta có thể nhận thấy là không khác thì nhau mấy đâu, dùng máy nào cũng được. Bây giờ mình sẽ vào chơi game, rồi sau đó mình sẽ xem YouTube. Bởi vì là chơi game là anh em quan tâm nhiều hơn. Ở đây thì mình đang cài rất là nhiều game và mình sẽ thoát đa nhiệm hết anh em nhá. Chúng ta có một cái nút ấn như ở đây. Thì ở trên iPhone 7 nó là nút ấn cảm ứng và trên iPhone 6S và lớn nó vẫn là nút ấn vật lý bình thường. Cá nhân mình thì mình thích nút ấn cảm ứng hơn, nhưng mà nhiều người thì thích nút ấn vật lý. Cái này là cá nhân, theo ý kiến cá nhân của từng người thôi. Bây giờ mình sẽ xóa hết đa nhiệm đi. Bây giờ đã hết đa nhiệm rồi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ vào một cái game mà anh em hay chơi nhất, đó là game PUBG, để xem chiếc máy nào sẽ load nhanh hơn. Mình sẽ cùng vào cùng lúc nhá. Ok. Chúng ta có nhìn thấy là iPhone 7 đã vào luôn giao diện loát rồi, nhưng 6S Plus thì chưa. Đó. Không quan trọng, bây giờ chúng ta vào trong màn hình chính sẽ là chiếc máy nào vào đầu tiên. Chúng ta có thể nhận thấy là chiếc iPhone 7 đã load xong. Đã load xong rồi anh em ạ. Đây. Load xong, mình đã load được vào trận luôn rồi. Ở đây thì 6S Plus sẽ load vào sau. Đây là game PUBG, một cái tựa game mà hiện tại cũng khá nhiều anh em chơi, rất nhiều anh em chơi luôn và mình cũng chơi luôn. Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem một game khác. Chút nữa thì mình sẽ vào chơi trực tiếp xem nó sẽ là như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ thoát ra, mình sẽ vào một game khác, một cái game có đồ họa tương đối là đẹp, đó là game đua xe Alpha 8 của hãng Game Lốp. Mình vẫn để PUBG chạy, mình chỉ ấn nút home thoát ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào thử xem thế nào. Các bạn có thể nhận thấy mình ấn tay rất là đồng thời và mình cảm thấy là iPhone 7 vẫn vào nhanh hơn. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? iPhone 7 vẫn load nhanh hơn các bạn ạ. iPhone 7 vẫn load nhanh hơn, đúng theo lý thuyết là chip ngon hơn mà thì vẫn load nhanh hơn. Đó. Cũng nhân tiện đây thì mình cũng nói về vấn đề âm thanh. Thì ở trên iPhone 7 chúng ta sẽ được phát âm thanh là hai loa. Đó, loa trên này và loa dưới này. Nhưng 6S Plus thì chúng ta chỉ phát được loa dưới thôi nha. Chính vì thế mà âm thanh của iPhone 7 sẽ nghe tốt hơn. Âm thanh của chiếc iPhone 7 sẽ nghe tốt hơn. Bây giờ mình sẽ vào một cái game bắn súng để loát tiếp xem như nào. Cũng là một game của hãng Game Lốt. Game này có tên là Modern Combat. Nó làm theo kiểu là bắn súng góc nhìn thứ nhất và giống như là game Call of Duty ở trên máy PC ấy. Âm thanh cực kỳ sống động luôn. Đó, thì hai chiếc đều mình nhận thấy là hai chiếc đều loát gần như là đồng thời nhau cho cái game này. Và bây giờ mình sẽ vào tiếp một game tiếp theo, đó là game Iron Blade. Game này cũng là hãng Game Lốt. Game này theo cái dạng chiến tranh cổ trang. Chút nữa mình sẽ chơi từng game một xem nó sẽ là như thế nào.
Ok, chúng ta có thể thấy là mình vẫn đang để đa nhiệm nhá, vẫn đang để đa nhiệm bình thường. iPhone 7 vẫn vào màn hình loát nhanh hơn. iPhone 7 mà vào màn hình loát nhanh hơn, nhưng mà để loát tài nguyên thì chúng ta để gần như là đồng thời. Sau đó Plus lại loát tài nguyên và vào bên trong màn hình chính nhỉnh hơn một chút. Mình sẽ lại thoát ra. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm trực tiếp xem là như thế nào. Mình sẽ vào lại cái đa nhiệm vừa giờ của chúng em nhá. Mình sẽ vào lại cái PUBG nào. Đó, màn hình vẫn còn ở đây này. Bây giờ mình đang bay rồi, mình sẽ chỉnh cấu hình xem như nào. Chúng ta sẽ chỉnh màn hình lên mức tối đa. Ok, hai chiếc để màn hình tối đa rồi. Đồ họa đây sẽ để HDR, không được HDR rồi. HD. Ok, chiếc iPhone 7 chuyển HDR anh em ạ. Mình sẽ để tốc độ khung hình càng cao hết và để chế độ là phim ảnh. Chiếc iPhone 6s không để Plus thì không để HDR, và iPhone 7 để được HDR. Điều này chứng tỏ một điều là CPU của chiếc iPhone 7 và GPU chiếc iPhone 7 tốt hơn. Tốt hơn so với 6s Plus. Mình cầm lên mình chơi thử đi. Cái này nhảy mẹ giữa biển anh em ạ. Ánh sáng của chiếc iPhone 7 thì cái màn hình này có chất lượng là màn hình màu vàng, nó hơi vàng hơn một chút so với chiếc iPhone 6s Plus ở đây. Chúng ta có thể nhận thấy một điều, bây giờ với cái mức giá tầm khoảng 4-5 triệu mua một chiếc iPhone để chơi PUBG là chiếc iPhone 7 hoặc 6s Plus này ấy, thì rất là mượt anh em ạ. Nó không bị giật một chút nào luôn. Nếu mà cùng giá tiền này đối với một chiếc Android mà chỉ chạy CPU đầu 6 thôi, Snapdragon đầu 6 thôi ấy, thì thuê thảo vẫn giật hơn một chút. Chúng ta chỉ có thể mua đầu 7 thì may ra mới ngon hơn thôi. Tại sao mình không mở được cái cửa này? Mình chạy sang cái cửa khác xem nào. Không mở được cái cửa anh em, chạy nó sao là vậy? Hay là bị đỡ? Chết mẹ, nó thằng bắn. Không vào được nhà luôn. Ôi bị đỡ, bị lag anh em ạ, bị lag do mạng. Văng tận ở đây rồi này. Bị lag, không biết là do mạng là do máy nhỉ? Do máy thì buồn cười quá, khoe mấy anh em chiếc iPhone 7 mà cuối cùng là bị lag. Mình nghĩ chắc do mạng thôi. Rồi ok, mình vào rồi, mình sẽ nhặt khẩu súng và mình sẽ giết tay bắn mình vậy. Rồi, nó vào đây. iPhone 6s Plus chúng ta phải bắn rồi. Nếu mà chơi ở một trên chiếc Android mà mình ấn nút home thoát ra như thế này ấy, thì chút nữa mình vào cũng có trường hợp bị lag như vậy. Mình nghĩ có thể là do mình vừa thoát ra xong là mình đa nhiệm, mình vào một ứng dụng khác xong mình vào lại thì nó sẽ bị như thế. Thôi không sao, bây giờ mình đã chơi mượt rồi, anh em có thể nhìn rất là mượt đâu. Chơi PUBG trên iPhone thì khỏi phải suy nghĩ luôn, máy có 3-4 triệu chơi cũng ngon. iPhone 6 thì chơi kém rồi nhá. Còn băng đạn đó này, súng đâu? Ui, không có khẩu súng lục nữa anh em ạ. Con địch thì đang chạy xung quanh. Mình sẽ giết con địch. Nó cũng đang chặn đi bên cạnh mình các bạn ạ. Chắc đang tìm mình rồi, kìa kìa, mình sẽ đấm. Mình sẽ đấm chết.
mình sẽ đấm. Chết như thường. Cái này của mình là tài khoản mới, thành ra là chắc là toàn không phải là người bắn mà là máy đó bắn thôi. Thế là bọn nó gà lắm, bọn nó rất là gà luôn. Mà tiêu diệt chúng nó rất là dễ. Đó. Thì các bạn có thể nhận thấy nếu các bạn mua iPhone để chơi game ấy, thì hai chiếc máy này nó chỉ khác nhau ở chỗ này thôi. Thôi này, iPhone 6 và lớp màn hình rất to, chơi đã hơn một chút. Mình cầm iPhone 7 thì chơi không đã bằng. Nhưng mà nếu mà bạn nào tay nhỏ ấy, thì chơi iPhone 7 cũng ok. Nhưng iPhone 7 có một lợi thế là có hình cao hơn một chút, thành ra nó bật được HDR các bạn ạ. Và thực ra là cái HDR đấy thì mình cũng cảm nhận được là cái cỏ nó nhìn đẹp hơn, hình ảnh nó nhìn đẹp hơn. Như vậy thôi, chứ còn lại là chắc cũng như nhau thôi. Nếu mà bạn không quan tâm thì mua màn hình to để chơi cho sướng được. Bây giờ mình sẽ vào một cái game nữa là cái game Alpha 8, game đua xe này. Cái game này mình cực kỳ hay chơi và mình phải chơi cả trên Android Box nữa cơ. Đấy, mình vẫn cứ để VUBG nó chạy và bây giờ mình sẽ vào thế này. Đây, chúng ta sẽ vào thử game xem như nào. Âm thanh của hai chiếc máy này thì chỉ ở mức độ trung bình thôi, nó không quá lớn. Nhưng nó vừa nghe các bạn, nó vừa nghe chứ không cần phải là quá to. Bây giờ mình sẽ tắt sói vào lớp đây cho anh em xem này. iPhone 7 có một lợi thế là âm thanh sẽ phát ra hai loa, loa trên và loa dưới. Chúng ta sẽ cảm nhận được âm thanh nó hay hơn tương đối là nhiều ấy. Đó, các bạn phải nhìn thấy này. Trên thực tế thì màn hình bé và độ phân giải màn hình cũng tương tự như nhau là độ phân giải HD. Thì trên chiếc iPhone 7 màn hình nó hiển thị có vẻ sắc nét hơn, sặc sỡ hơn. Các bạn có nhìn thấy đây. Các bạn có nhìn thấy nhá, iPhone 7 này màu sắc rất là tươi và đẹp. iPhone 6 Plus thì màn hình kém hơn một chút. Đó là vài hai game này. Game này chúng ta sẽ không phải dùng phím nhiều và chúng ta chỉ cần ấn vào màn hình thôi một chút thôi. Đây là nó đang dạy mình phanh. Đó, chúng ta nhìn thấy này. Ở đây mình có hai chiếc xe đều là màu đỏ và màn hình của iPhone 7 cảm giác nó hơi sáng vàng nhưng nó rất là thật. Màn hình của Fair Plus xanh hơn một chút, đây là cũng tùy từng lô màn hình thôi, nhưng mà chắc chắn một điều độ phân giải cùng nhau, màn hình 6S và lớp thì to hơn. Thì sẽ là một điều là iPhone 7 nó sẽ sắc nét và đẹp hơn và ra sau mà. Về chơi thì nó cũng mượt như nhau cả, về chơi thì đều là mượt như nhau. Bây giờ mình sẽ vào một cái game mà có cái đồ họa tương đối đẹp, đúng không? Game Android. Game này thì nó theo kiểu dạng chém nhau á. Đây, nó đang loát lại anh em ạ. Mình vào lại nhá, anh em có thể nhìn thấy này. Cái này nó có tương đối là đẹp này. Đấy, ánh sáng và tất cả các thứ này. Chúng ta có thể nhìn thấy cảnh vật và cây cỏ. Đây, mình sẽ vào lại máy này. Chúng ta nhìn thấy dễ dàng không? Đây là một chiếc iPhone 7 màu sắc nó có vẻ vàng, ánh sáng vàng nhiều. Nhưng mà màu sắc rất là sặc sỡ và đẹp. Rất là thật. Sói Valor thì xanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cỏ cây các thứ thì đều không đẹp bằng. Mình vào xung quanh em nhìn này. Đó, chúng ta có thể nhìn được vào xung quanh không? Đây, chúng ta phải nhìn được vào xung quanh này. Đó. Nếu là mình thì vẫn cứ thích nhỏ nhỏ này, cũng thích, cũng hay. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ lại vào YouTube nhé. Vào YouTube để mình so sánh hai cái chất lượng màn hình và mình xem là như nào. Đó, anh em có thể xem này. Chúng ta sẽ xem một đoạn clip. Rồi, các bạn thấy nhiều màn hình to đã hơn đúng không? Màn hình to rất là đã luôn. Thực tế một điều là màn hình to xem phim và chơi game vẫn cứ thích hơn, nhưng mà ở đây chúng ta đang cần cái vấn đề là so sánh hai chiếc máy này để đi quyết định là mua máy gì. Thì nói đi nói lại ý,
thì cũng tổng kết lại, đối với anh em chúng ta có thể nhìn thấy iPhone 7 nó load hơi nhanh hơn một chút. iPhone 7 load tất cả mọi thứ đều nhanh hơn một chút. Và nếu nói về độ hỗ trợ lâu dài của Apple ấy, thì chúng ta nên mua iPhone 7 nhá. iPhone 7 thì có thể chúng ta sẽ dùng được 3 năm hoặc 4 năm nữa, sẽ không bị lỗi thời và sẽ không bị chậm đi chút nào. Tại thì hiện tại iPhone 6s Plus có vẻ chậm hơn một chút. Nếu 3 năm nữa thì anh em chắc chắn một điều là anh em sẽ dùng sẽ chỉ được chậm, sẽ được tuổi đời không lâu bằng iPhone 7 một năm đâu, kém kiểu gì một năm bởi vì ta trước một năm mà. Nhưng cái này không quan trọng, bởi vì đối với anh em mua iPhone 7 này thì có khi là một vài tháng nữa anh em đổi được 7 Plus hay đổi được 8 Plus hay đổi được iPhone X rồi. Bây giờ là chúng ta chỉ cần phải cảm giác thôi. Anh em thích to thì anh em vẫn cứ chọn 6s Plus, và anh em thích nhỏ thì anh em vẫn cứ nên chọn iPhone 7. Bản thân mình thì mình thích chọn iPhone 7 bởi vì mình thích cái sự ổn định, những chiếc máy là mình dùng để làm việc, đối với chuyển tiền, để làm việc đối với những cái giao dịch, những cái tin nhắn quan trọng mà mình không muốn đổi máy ấy, thì mình sẽ mua một chiếc máy nhỏ nhắn như iPhone 7 này, bởi vì sẽ dùng được lâu dài hơn. Như bây giờ chiếc iPhone 5 của mình thì mình vẫn làm được những cái việc đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là cái màn hình của mình nó đã bị xám xung quanh rồi, nhưng mình vẫn làm được những việc đấy. Còn anh em nào mà thích giải trí, thích chơi game, thích sự thay đổi ấy nhiều ấy, thì anh em nên mua 6s Plus, và sau đó anh em có thể lên cấp lên iPhone 7 Plus. Anh em dùng một máy là ok, nếu anh em dùng hai máy thì anh em nên mua một cái máy to khác là Android như mình chẳng hạn, thì mình sẽ dùng một chiếc máy nhỏ như thế này. Hôm nay mình làm cái clip này thì nó cũng khá là cái mang cái tính gọi là tâm sự với anh em thôi, chứ không phải là chi tiết để mình đưa ra những kỹ thuật để cho anh em chọn. Bởi vì một điều là hai con máy này rất là khó để mình lựa chọn. Nhưng mình lại nói lại là anh em cần sự ổn định và không cần sự to, không cần máy to lắm thì anh em nên chọn iPhone 7. Còn nếu anh em muốn giải trí nhiều và anh em chơi thì anh em nên chọn 6s Plus, bởi vì 6s Plus giải trí hay hơn, màn hình lớn hơn. Cái tốc độ load của iPhone 6s Plus nó không so sánh nhiều được iPhone, không cần so sánh nhiều với iPhone 7. Và nó có một cái này anh em thích là nó là pin tốt hơn iPhone 7 anh em nhé. Pin dùng sẽ tốt hơn iPhone 7, chụp ảnh các thứ thì đều như nhau thôi. 6s Plus chụp ảnh xấu hơn một chút xíu thôi, không phải là nhiều đâu. Và cái nữa là nếu trong trường hợp anh em xác định là dùng lâu dài, dùng cố định ấy, thì iPhone 7 nó sẽ dùng được lâu hơn so với 6s Plus. Cái điều đó điều chắc chắn Apple sẽ hỗ trợ cho iPhone 7 có tầm khoảng 3 năm nữa, nhưng 6s Plus có thể chỉ 2 năm nữa thôi anh em ạ. Thế nên là anh em chọn nó đơn như vậy thôi. Anh em xem cái clip này của mình ấy mà anh em cảm thấy nó thiếu sót nhiều ấy, thì anh em có thể comment để bổ sung cho mình, để cho các bạn khác cùng xem. Nếu anh em thấy hay thì chia sẻ cho người khác xem nhá, chia sẻ các bạn bè của mình cùng xem. Anh em thấy kênh của mình hữu ích ấy, thì anh em subscribe cho mình một subscribe để anh em để mình đưa lên, để mình có động lực để đưa lên rất là nhiều video khác cho anh em. Cảm ơn anh em xem clip nhá, chào tạm biệt anh em.